Xe đạp thể thao, xe đạp Hybrid Line HBR99 Max với thiết kế full nhôm, hàng hot đẹp hấp dẫn. Mẫu này là lựa chọn hàng đầu, chạy trong mọi địa hình với phân khúc dưới 10 triệu, phù hợp với mọi cung đường từ nông thôn đến thành phố. Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Trong video này, shop giới thiệu và bán tới anh chị mẫu xe đạp Hybrid Line HBR99 Max. Line HBR99 Max hiện đang có 4 màu, đó là màu xanh bạc, màu xanh đen, màu ghi đen và màu vàng đồng. Với cấu hình full nhôm, sử dụng bộ chuyển động Shimano 24 tốc độ, hệ thống phanh đĩa dầu trước sau có đầy đủ ba gà chấm bùn. Và từng màu sắc, show xe nào review chi tiết để anh chị thích màu nào, anh chị xem màu đó. Anh chị thích xe nào, anh chị mua xe đó từ shop xe đạp thể thao VIP.com. Rất đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Mua xe, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, đây chính là chiếc xe đạp thể thao, xe đạp Hybrid Line HBR99 Max màu xanh đen với thiết kế full nhôm, gồm khung nhôm, phô tăng, tay lái, cọc in nhôm, ba ga nhôm, vành nhôm, đủ đĩa nhôm, may nhôm. Sử dụng chiếc phuộc giảm sóc có quá hành trình, cầu đúc rất đẹp và bắt mắt luôn. Vâng, thiết kế của chiếc khung Line HBR99 Max này rất đẹp và hài hòa với size M, phù hợp với mọi chiều cao của anh chị. Sử dụng nhôm cao cấp, sử dụng chất sơn rất đẹp. Xe đang được trang bị chiếc yên CRO, yên bút bọc da mềm rất êm, cọc in liền bằng hợp kim nhôm, khóa cọc in bằng hợp kim nhôm, ba ga bằng hợp kim nhôm, pô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm đây của hãng xe đạp Line, tay lái thiết kế theo dạng thẳng và tay nắm bằng cao su. Phuộc giảm sóc có khóa hành trình, sử dụng cơ bánh 700 với vành nhôm hai lớp cao 3,5 cm của hãng xe đạp Line, lan hoa bằng thép và sử dụng cặp mê ơ bằng nhôm các CNC của hãng xe đạp Line. Chiếc đùm này sử dụng bi bạc đạn anh chị nha, đó rất trơn và trơn luôn. Lốp sử dụng lốp Kenda 700x38C. Phanh trước phanh sau sử dụng phanh thủy lực và phanh MT200, phanh đĩa dầu, bóp nhả rất nhẹ nhàng, dễ dàng kiểm soát tốc độ. Line HBR99 Max Hybrid này đang được trang bị bộ chuyển động Shimano với tay đề số Shimano M315. Tay đề đĩa có 3 số, điều khiển bộ đồ đĩa có 3 tầng đĩa. Tay đề lip có 8 số, điều khiển bộ lip có 8 tầng lip. Sử dụng gạt đĩa Shimano Touray TZ, gạt lip Shimano Touray T300, nip thả 8 tầng của hãng Suzuki, xích sử dụng xích của hãng Beck, cùng bộ đùi đĩa bằng nhôm của hãng Rowil, ba đĩa có chắn đĩa, cốt vuông, sử dụng cốt dựa đi bằng đạn. Và xe này đạp rất nhẹ, cấu hình full nhôm, đồng thời sử dụng toàn bộ hệ thống bi bạc đạn bánh trước, bánh sau cũng như trục giữa, và có mức giá ở phân khúc dưới 10 triệu. Đây là một sự lựa chọn hàng đầu cho anh chị khi cần một chiếc xe đạp thể thao nhẹ nhàng, chạy mọi địa hình, mọi cung đường từ thành phố đến nông thôn và cho mọi mục đích khác nhau, từ đi học, đi chơi, đi làm, thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe. Và Line HBR99 Max này sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của anh chị. Vâng, anh chị còn câu hỏi nào cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936. Shop sẵn sàng trả lời và tư vấn mọi câu hỏi thắc mắc của anh chị, và đến với shop mua xe đạp rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.